Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi ngang qua khu vực Bắc Bộ, nên trong 2 ngày cuối tuần vừa qua ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 30 cho đến 60mm. Đặc biệt vào chiều ngày hôm qua 26 tháng 7, một trận mưa lớn bất thường kéo dài trong nhiều giờ liền đã xảy ra tại Quảng Ninh, với lượng mưa đo được tại Cửa Ông lên tới mức 613mm, Cô Tô là 480mm. Mưa lớn đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị ngập úng, gây sạt lở đất, làm cho ba mẹ con trong một gia đình bị tử vong. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Sang ngày hôm nay, ở Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa lớn, tập trung tại Móng Cái, Quảng Hà, Cửa Ông và cả Cô Tô. Hầu hết đều trên 220mm, có nơi còn sấp xỉ 300mm. Mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, và đây là khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra các hiện tượng ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, do đó mà người dân cần chú ý đề phòng. Trong đêm nay và ngày mai, vùng xoáy thấp vẫn còn duy trì hoạt động, cho nên mưa vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong đó, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển, bao gồm các tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình, sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, dự báo đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ có khả năng còn kéo dài và lan rộng trên toàn vùng trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. Mưa lớn kéo dài nên khả năng lũ quét và sạt lở đất được đưa ra cảnh báo với nhiều nơi trên khu vực. Do vậy mà bà con tại các tỉnh miền Bắc cần có phương án chủ động trong phòng tránh với các hiện tượng thiên tai nguy hiểm này. Tại miền Trung thì vùng mây dày cũng đã bao phủ khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Do vậy mà trong đêm nay thì mưa rào sẽ còn xảy ra trên khu vực này. Đến khoảng trưa chiều mai trời sẽ giảm mưa hơn, nhiệt độ tăng lên nhưng tiết trời vẫn khá mát mẻ với mức nhiệt không quá ngưỡng 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì trời có mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng nhưng mà không có nắng nóng, với nền nhiệt độ tại đây phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, nên thuận lợi cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió mùa Tây Nam nhưng với cường độ không mạnh, nên những cơn mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phân bố không đều về diện và lượng, chủ yếu xảy ra rải rác trong khoảng đêm nay và chiều tối mai, tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ như là tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng hay là tại Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Ban ngày thì khu vực có nắng gián đoạn, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, nên nhiệt độ ít biến động với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ, nên thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và lưu thông của người dân trên khu vực trong khoảng từ sáng cho đến 16 giờ chiều. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Đáng lưu ý nhất trong đêm nay và ngày mai vẫn là thời tiết biển ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tại đây tiếp tục có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động và sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, kèm theo mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, cần cảnh giác với khả năng có lốc xoáy, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Còn trên khu vực biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết cũng không có nhiều biến động đặc biệt khi trời phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam thổi cấp 4, cấp 5 và ít gây trở ngại cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.